Hai chào tất cả mọi người ha. Thật sự mà nói mình chia sẻ anh em hôm nay là mình có lỡ làm cái gì anh em phật lòng á thì mong anh em bỏ qua ha. Chứ thật sự mà nói là mình có tội tình gì đâu mà sáng giờ có hai người gọi chửi mình là bán chim lừa đảo với lại là gọi bán vốn là bán chim gì kỳ vậy. Thì thật sự hôm qua mình có đăng cái clip á là hai con khú lên và có nói chung là có hai người gọi mình thì mình thì hỏi giá mình xong rồi đi mua chỗ khác và sau đó thì nói chung là mình nói là chắc hai anh sẽ biết tại vì hai anh là sẽ có xem video của mình thì mong hai anh sau này có chửi ai á thì nhớ xem cho kỹ lại người nào bán nha, chứ hai anh họ hỏi dò giá mình xong rồi hai anh đi mua chim ở chỗ khác rồi cuối cùng bị vậy hai anh đây quay qua thì gọi điện thoại rồi bán vốn mình rồi nói xong rồi nói một câu lộn số rồi chửi tới tấp xối xả luôn. Cũng may á là ngày hôm qua là mình không có bán được con chim nào hết á, chứ còn số mà mình bán được con chim nào là chắc mình cũng nghĩ là ủa mình làm phật ý ai hay sao mà tự nhiên chửi mình kinh vậy trời. Thì nói chung á là nếu mà mình á mà có lừa đảo ai thì chắc thật sự mà nói chắc mình sẽ không có đứng đây mình quay video như thế này đâu mọi người. Chắc là mình sẽ đi ở vô một nơi khác rồi. Có hỏi là vô ở cái khu nào có bốn cái bức tường mình ở đó rồi chứ không có ở đây đâu. Cho nó đó, với lại á mình là mọi người cũng biết rồi, mình rất là ghét những ai lừa đảo. Và thường thì những video của mình á là làm á, đa số là chia sẻ những cái mà để anh em có thể là mua và lựa những chiếc mình đồng ý nhất, nhưng mà chắc sẽ làm phật lòng một số anh em mua bán khác tại vì cái cách lựa chim của mình nó không giống ai hết. Nhưng mà sợ nó là cách lựa chim của mình á là hầu như những anh em mà chơi mà lâu năm á họ luôn luôn làm theo y chang của mình, tại vì mình chơi là mình dựa vô những anh những người lớn đi trước và mình chia sẻ lại những cái cách đó cho anh em xem thôi. Và cách thức mình mua ha, mình lựa chim cho anh em cũng y chang như vậy luôn, cũng chả khác gì hết đó. Đó cho nên là lỡ có nói gì sai thì mong anh em thông cảm bỏ qua cho mình ha. Thì mình chia sẻ anh em như vậy tại vì sáng giờ thì mình đang làm mà nghe xong cái hết muốn làm luôn, tự nhiên không bị chửi quan mạng vậy. Giờ thì mình sẽ tiếp tục mình trả lời câu hỏi của anh em, đó chính là nhiều anh em nói chung một câu hỏi mà anh em hỏi mình đã trả lời rồi rất là nhiều luôn á, nhưng mà giờ mình sẽ trả lời lại là tại sao những chú thú anh em nuôi ở nhà mà để gần với nhau đó, thì con này hót con kia nín thì làm cách nào để khắc phục được, và tại sao mình thì lại nuôi như vậy được. Thì mọi người cũng thấy mà chim của mình đó, mặc dù để sát hay để xa để như thế nào nó cũng hót được hết, nó không có bị cái gì hết. Với lại mình sẽ chia sẻ cách để anh em làm ha. Cách đầu tiên á mình sẽ sử dụng một con máy, và con máy này á máy gì cũng được, máy tặt lọ, máy cùi, máy một mắt, máy đuôi hay máy gì cũng được hết. Anh em để sát, để con máy nó kế bên cái con trống mà nó hót nhiều, để kế bên con đó anh em nhớ kẹp sát ha. Lý do vì sao ha, khi mà kẹp sát á là những ngày đầu á con trống nó sẽ hót hót nhiều, nhưng mà dần 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 về sau á là con trống nó sẽ bớt hót lại mọi người, thì tại vì nó thấy con máy đó nó bớt hót lại đó, và con kia nó bắt đầu nó nghe con này im thì tất nhiên nó sẽ mở miệng ra nó hót nhiều lên. Khi nào mà anh thấy cảm giác nó nhiều lên rồi á thì anh em bắt đầu lấy con máy kia ra để cho con trống nó bắt đầu nó lên lần từ 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 nó sẽ hót lên đó, là hai con lúc đó nó sẽ không có còn cái hiện tượng sợ nhau đè nhau nữa. Còn một cách nữa đó chính là cách thứ hai, đó chính là anh em sẽ treo đầu này một con và cuối đầu kia một con đó, là hai con sẽ không bao giờ thấy mặt nhau. Nhưng mà cái con mà hót nhiều á lâu lâu anh em xách đi ngang qua cái con mà hót ít, nói chung là lâu lâu mình xách đi qua đi lại vậy á cho con kia nó quen đó, là nó sau này nó sẽ ok, nó sẽ không có còn bị sợ đè nữa. Và lúc đó anh em có thể là để sát với nhau giống y chang như mình để nhà mình, là hai con để sát kế bên nó vẫn hót bình thường không sao hết, không có sợ đè đó. Đó thì anh em cứ làm theo cách đó và chỉ có hai cách đó thôi là chim mình nó sẽ ok nhất. Còn một cách nữa là nó ok gì nữa, nó chính là kéo cửa lên cho cái con mà nó nhát nó sợ á ra bay ở ngoài, là tất nhiên nó sẽ la. Nói chung là nó giỡn cho anh em vui vậy thôi chứ là sợ mà kéo cửa ra vậy là thôi tiền là phí lắm mọi người ơi. Khi mà chăm thì nói chung là mình chia sẻ cách như vậy. Còn một cái nữa là anh em hỏi mình á chích trà lửa là thường thì thải lông xong rồi đuôi nó sẽ dài ra bao nhiêu. Cái câu hỏi này thật sự mà nói là mình thì mình cũng không biết trả lời sao luôn á.
Đối với các dòng chim phát á, nó khai lông sao thì nó sẽ ra là y chang vậy, nhưng với riêng chiếc chà lửa là đuôi ngắn đuôi dài á, là nói chung là nó cũng tùy thuộc vào cái thể trạng của con chim lắm, nó hấp thụ thức ăn như thế nào và nó có khỏe hay không hay là sao thì cho nên đuôi nó mới dài hay ngắn. Cho nên mọi người cũng thấy á, là nói chung là mọi người sẽ nhớ cái con chim mà bữa mình chia sẻ đó là một con đuôi 14-3 mọi người, thì nó đã ra đi rồi do một căn bệnh, đó chính là trúng gió chết. Thì hồi xưa á, nó chỉ có 12 năm thôi, thì mình nuôi cái mùa là chim con lên nó 12 năm và mùa sau nó lên là được 14-3. Và một con á, mọi người nhớ là cái con mái mà mình nói mình chim mà để mình làm mồi á, ở trong này hồi xưa nó 13 năm mà mình nuôi nó lại chỉ còn khi một mùa đẻ nó còn lại 12 năm thôi đó. Đó cho nên á, là chiếc chà lửa mình rất khó biết được đuôi nó sẽ dài ngắn như thế nào, và nhiều anh em hỏi mình là chế độ chăm như thế nào để cho anh chim có thể đuôi dài nhất. Thật sự mà nói là, nói chung là mấy anh mấy chú đi trước á, thì thường nói á, những con chim mà lửa để muốn đuôi dài á, là nó sẽ phải ăn đồ mát đó, là nó sẽ giúp cái cơ thể nó là lông ống mượt đó, là sẽ cho ăn đậu phộng rồi hạt đồ á mọi người. Và là cái nữa là sâu nhưng mà không phải sâu quy nha, là con sâu rồng á mọi người, là con sâu đó rất là nhiều mỡ bên trong. Cái con thứ hai đó chính là tiếp theo đó chính là cái con gì mọi người biết không, con dế. Sau đó là cái trứng kiến. Thì ba món đó là sẽ giúp con chim của mình đó là nó mát và nó khai lông ra nhiều hơn. Và có nhiều anh em á thì nói là cho ăn cầu cao á là giúp chim nó sẽ xuống lông nhanh, nhưng mà thật sự mà nói á là mình thấy á là ăn cầu cào nó giúp chim căng lửa hơn, nóng hơn, chứ mình không thấy nó là nhiều anh em nói cho ăn cầu cầu già nó sẽ xuống lông, nhưng mà một khi chim nó đang khai lông mà dù ăn cái gì nó cũng xuống hết mọi người. Cho nên là mọi người đừng có nghĩ tới là ăn cái gì nó xuống không xuống. Nhưng mà đặc biệt có một cái á, muốn con chim mình nó mau xuống lông một cái, có thường rồi có những con sẽ không khai lông mọi người, nó sẽ đứng giữ lông như vậy, nó mặc dù nó đã rộn lông mắt rồi. Thì anh em làm cách nào, thì như hôm qua mình đã có một cái video mình nói về đó, chính là mình hứng nước mưa cho chim nó tắm, và hứng nước mưa như thế nào, và hứng nước mưa tuyệt đối không đun sôi nha. Thì nói chung hôm qua mình có nói rồi, thì anh em cứ dùng nước mưa đó anh em hứng trực tiếp rồi xong anh em cho chim tắm, rồi anh em sợ thì để cho nó lắng cái phần cặn xuống 2-3 ngày đi, rồi anh em lấy cho tắm vẫn được bình thường không sao hết. thì với lại một cái nữa, anh em hỏi mình cám gì cho chim ăn tốt, thì mình thấy cám gì ăn cũng được hết á, mình có thích hợp với cám gì mình cho ăn cám đó, còn không có thì mình có thể là đi mua cám ba vì, anh thông, hoặc là nó có rất là nhiều hiệu cám, nhưng mình thì mình chỉ cho mấy con thú của mình á chỉ ăn ba vì có tem với lại cám của mình làm, và tất cả những chú chim ở nhà mình đều đa số là ăn cám của mình làm với ba vì anh thông, hai thứ đó thôi. Đó là hai thứ mình đi mua ở ngoài là ba vì với anh thông, còn ở lại cám kia là mình làm hết mình cho chim ăn. Và mồi tươi á thì mình cũng có chỉ có sâu rồng, sâu quy, dế và trứng kiến, lâu lâu thì mình sẽ có bổ sung thêm cầu cào nữa, nhưng mà mùa này mình không có đi qua cầu cào được, thì mình chỉ ra dựa chim mình mua về mình cho ăn thôi. Thì mình cho ăn những con chim nào hiện tại nó đang nuôi con thôi mọi người, còn mấy con mà ví dụ này lâu lâu mình bổ sung, hôm bữa mình có mọi người thấy không, mình chỉ bổ sung những con cầu cào nhỏ thôi, là mình về mình rửa sạch, mình ngâm nước cho nó chết lông sàn đi, rồi xong mình bắt đầu mình mới cho chim ăn. Rửa như vậy nhằm mục đích gì mình cũng đã nói rồi, để có thể là tẩy hết những cái chất mà bám bẩn ở trên người của con cầu cào. Cái hai nữa là khi mà mùa này á, là giun có rất là nhiều ở trong cầu cào, nếu mà có thì những con giun nó sẽ bò ra đó, thì những con đó mình sẽ bỏ đi và không cho chim ăn. Nếu mà chim ăn thì nó sẽ có ảnh hưởng đến chim là nó sẽ ăn con giun nó vào trong cơ thể đó. Thôi mình cũng xin kết thúc video đây, và mình xin nhắc lại anh em đó là mong anh em lỡ có nói gì sai thì mong anh em bỏ qua, và đừng có gọi, mà nếu mà gọi chửi á thì gọi thẳng chửi cái người bán chim, nói chung là bán chim gian manh đó cho anh em, chứ đừng có chửi mình không có bán chim kiểu đó đâu mọi người, thì chim mình sao mình nói như vậy, cho nên là mong anh em thông cảm ha. Thì đúng rồi, kênh của mình đã đạt được 9.000 mấy rồi mọi người, là sắp được 10.000 rồi. Anh em cố gắng là đăng ký nhiều vô cho mình để có thể là mình làm mini game sớm sớm cho anh em chơi ha.